Xin chào các bạn, hôm nay mỹ phẩm Nga Fairfood xin chia sẻ với các bạn về cái bộ sản phẩm mà có khả năng chống lão hóa này, làm mờ vết nếp nhăn này, sẽ khít lỗ chân lông này, phục hồi da này, làm phẳng mịn bề mặt da này, và liền sẹo ấy. Đặc biệt ấy, nó là cái hàng mỹ phẩm hữu cơ của thương hiệu Natura Cerica. Thì Natura Cerica thì nó đã khẳng định cái thương hiệu của nó trên cái trường quốc tế, là cái dòng mỹ phẩm hữu cơ đầu tiên mà có được những cái chứng nhận chất lượng như là ICAA này, các cái tiêu chuẩn về mỹ phẩm hữu cơ đấy, ICAA này, 99% thành phần hữu cơ này, rồi là Cosmo Organic này đấy, và những cái tiêu chuẩn khác cũng được ghi trên vỏ hộp. Và Natura Cerica thì là liên tục trong 15 niên ấy, thì đều đạt được cái giải thưởng, đó là Best Green Cosmetic này, do các cái hiệp hội về mỹ phẩm hữu cơ bình chọn. Dòng hữu cơ này thì bên mình cũng nhập rất là nhiều sản phẩm của họ. Đấy. Và mình xin nói qua về cái các cái thương hiệu các cái tiêu chuẩn này ấy. Thì các cái tiêu chuẩn như mình vừa nói vừa kể trên ấy, thì nó là những cái tiêu chuẩn mà do cái hiệp hội Cosmo Natural, do năm nước thành viên là Đức, Pháp, Italia và Anh Quốc, Nga, họ thiết lập ra nhằm cái mục đích đó là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng này, bảo vệ cái môi trường sinh thái. Và bất cứ những cái sản phẩm nào ấy, nhận được cái chứng nhận đó thì đều có khả năng là lưu hành trên toàn thế giới, và nó là cái tiêu chí mà để đánh giá một cái sản phẩm an toàn hay không. Thế nhân đây thì mình cũng xin nói qua là như cái hiện trạng ở Việt Nam ấy, thì là cái tình hình tiêu dùng mỹ phẩm rất là cao đấy, và mọi người thì chỉ tập trung vào những cái dòng sản phẩm trắng da này đấy, trị nám, mà quên đi những cái sản phẩm là cần thiết và cơ bản như là chống lão hóa. Và một cái mặt khác nữa, đó là mọi người không bao giờ quan tâm đến cái tiêu chí của một cái mỹ phẩm an toàn đấy. Vậy thì đây cũng coi như là một cái căn cứ hay là một cái tiêu chí mà mọi người nên có để khi mà mình chọn được cái những cái sản phẩm mỹ phẩm ấy, tiêu dùng ấy, thì nó sẽ an toàn và đảm bảo cho sức khỏe của chính bản thân mình và cả gia đình của mình nữa. Trong cái video này thì mình cũng xin giới thiệu qua về thứ nhất là cái dòng Natura Cerica, và hơn nữa là mình muốn giới thiệu về cái dòng sản phẩm collagen filler của Natura Cerica. Thì cái dòng collagen filler này nó thuộc cái line caviar trứng cá muối đen của Nga. Thì là cái dòng này thì rất là nhiều người Việt Nam biết đến qua những cái sản phẩm như là trứng cá đen và vàng này đấy, rồi là trứng cá đen và bạch kim, trứng cá đen và có cả trứng cá đen và vàng và bạch kim cùng kết hợp với nhau trong cùng một sản phẩm đấy, và có cả sản phẩm là chỉ một mình trứng cá muối đen không đây. Collagen Activator của Natura Cerica vừa là săn chắc da, vừa là chống lão hóa, vừa là nâng cơ này. Đây là những cái sản phẩm rất là cao cấp của Natura này. Nó cũng đi theo bộ sản phẩm gồm có serum, kem ngày, kem đêm, rồi là các cái sản phẩm về dầu gội đầu, sữa tắm, làm sạch da, tẩy da chết, sữa rửa mặt, rồi là kem mặt nạ và cả kem nền trang điểm đấy, BB, kem nền trang điểm. Đấy, kem nền trang điểm này thì nó là 100% hoàn toàn là tự nhiên. Các bạn cũng có thể tham khảo trên web của mỹ phẩm Nga Fairfood để chọn được những cái sản phẩm mà vừa an toàn vừa lành tính này. Đấy, có những dòng trắng da illuminating này dựa trên chiết xuất là vitamin C, acid AHA đấy, và coenzyme Q10 cũng là những cái sản phẩm rất là tốt và đáng để sử dụng đấy. Thì trong cái video này mình chỉ xin giới thiệu về cái sản phẩm collagen filler. Nó được coi là một cái sản phẩm mà sáng tạo nhất, thay thế cho cái gọi là mũi tiêm trẻ hóa da thần tốc. Đây là một cái sản phẩm mà có khả năng là làm mờ các nếp nhăn ở các nếp nhăn hàm sâu ấy, tại cái khóe mắt này, khóe miệng và cánh mũi. Như các bạn đã biết thì cái biểu hiện sớm nhất của lão hóa da đó là khi mà chúng ta nhìn thấy các cái vết nhăn
ở trên chân chim, ở trên khóe mắt, khóe miệng và cái mũi khi chúng ta cười đúng không? Thì cái collagen filler này là cái sản phẩm mà dành cho những cái vấn đề như thế. Chúng ta có thể dùng để ngăn ngừa, để phục hồi và cũng như là để điều trị đều rất là tốt này. Sản phẩm này thì nó có 3 cái tác động chống lão hóa dựa trên các chiết xuất của trứng cá muối đen của Nga thì rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, với lại cái thành phần mà giàu dưỡng chất này, acid amin này, protein này, collagen này. Đây nó có khả năng là kích thích tái tạo da này, sản xuất elastin và tăng cái độ đàn hồi và săn chắc da ngay lập tức đấy. Ngoài ra thì nó có cái thành phần đó là D-pantenol thì là giúp làm dịu da bị kích ứng này, xe khít lỗ chân lông này, kích thích tái tạo da này, bình thường hóa chuyển hóa các cái năng lượng trong các tế bào và tăng cường các cái sợi collagen này. Đấy, nó cũng có thêm cái thành phần đó là khu phức hợp omega 6 thì nó vừa là dưỡng da rồi này, tạo điều kiện cho cái tăng cái khả năng bảo vệ da trước cái tác động của môi trường và nó giúp loại bỏ chất độc đấy, ngăn ngừa cái khô da. Còn dầu ô liu ấy, trong thành phần của nó thì có cả dầu ô liu nữa, ngăn ngừa lão hóa này, có cái khả năng mà chống oxy hóa rất là cao này, rồi là cải thiện cái tông màu da về tổng thể. Tất cả các cái thành phần này thì đều kết hợp với một cái công nghệ dưỡng ẩm rất là tốt, đó là moisture up. Thì cái công nghệ này ấy, nó sẽ giúp là cân bằng cái độ ẩm trên bề mặt da này, tạo ra cái sự đàn hồi và dẻo dai và căng mướt da ngay sau khi mình sử dụng đấy. Đấy. Ngoài ra thì mình cũng nói qua về cái thứ nhất là chúng ta quan tâm đến thành phần và chúng ta quan tâm đến cả độ tinh khiết của sản phẩm. Ví dụ như mình đã giới thiệu đây là dòng mỹ phẩm hữu cơ đầu tiên mà được công nhận trên toàn thế giới đúng không? Nó không chứa các thành phần là paraben này, silicon này và các thành phần là nói chung là một cái mỹ phẩm độc hại, của các thành phần hóa chất độc hại thì đều không có mặt trong cái sản phẩm đấy. Cái hiệu quả mà để sử dụng ấy thì là cái collagen trứng cá muối đen ấy, nó ở dạng polycollagen thì nó ngay lập tức là lấp đầy cái chỗ trống được tạo ra là bởi các nếp nhăn này và nó làm giảm cái độ sâu của nếp nhăn xuống đấy. Trong khi đó thì trong cái kem này nó cũng có những cái hạt phản quang ấy làm mờ cái nếp nhăn ở trên bề mặt da rồi và nó cải thiện được cái tông màu tổng thể của làn da đấy. D-pantenol thì nó giúp là đóng lại các lỗ chân lông đã bị mở và nó làm xe khít lỗ chân lông rất là tốt đấy. Còn cái omega 6 thì như mình nói đó là thải độc cho da và bảo vệ trước cái tác động của môi trường. Nói chung về một tổng thể thì nó là một cái sản phẩm rất là tốt, đảm bảo các yếu tố là vừa là bảo vệ này, vừa ngăn ngừa này và vừa phục hồi này đấy, rất là đảm bảo tất cả các yếu tố đó. Mình có thể sử dụng là trên các nếp nhăn sâu như khóe mắt, khóe miệng, cánh mũi, hoặc là có thể bôi toàn mặt đấy và những cái chỗ nếp nhăn sâu, hoặc là có thể kết hợp với các dòng như mình nói ở trên ấy, đó là những cái dòng ví dụ như là dòng bạch kim thì nó có tác dụng là săn chắc da ngay tức khắc đấy, nâng cơ và săn chắc da đấy, hoặc là dòng vàng, hoặc là dòng trứng cá muối đen, nó có cả kem và serum của trứng cá muối đen nữa thì là các bạn cũng có thể là kết hợp với nó này. Nhân đây thì mình cũng xin giới thiệu qua đó là mỹ phẩm Nga Fair Food ấy, hiện tại nó là đại lý chính thức của Natura Siberica tại Việt Nam, cho nên là tất cả những cái sản phẩm chúng tôi nhập về đều cam kết là hàng chính hãng và có thể có mức giá ưu đãi nhất cho bạn ấy. Thế nên các bạn cũng có thể là theo dõi thêm những cái sản phẩm ở trên web của chúng tôi để mua được những cái sản phẩm vừa tốt vừa an toàn và đúng nguồn gốc đấy. Các cái giấy tờ chứng nhận chất lượng thì đều có thể là, một là các bạn có thể xem ở trên website public ở trên website, hoặc là cũng có thể là đến tại văn phòng của công ty để tham khảo, vừa tham khảo về sản phẩm và vừa tham khảo về các cái chứng nhận chất lượng và được tư vấn rõ hơn về sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại.